sản xuất, Dương Diễn, Diêm Kiến Cương. Giám chế, Tiêu Đại Dệ. Biên kịch, Trần Văn Quý. Đạo diễn, Diêm Kiến Cương. Người đâu nhanh lên Triệu sắp tới rồi, Triệu sắp tới rồi. Quân, Triệu sắp đã chết rồi mà. Là hồn ma của y, hồn ma của y tới rồi. Triệu sắp tới rồi, Triệu sắp tới rồi. Triệu sắp đã tới rồi, Triệu sắp tới rồi. Hồn ma của Triệu Sắp. Chính Quốc Quân nói như vậy mà. Là ác mộng gì vậy? Quốc Quân mơ thấy Triệu Sắp quá thân thành quỷ dữ, ác khỉ, mặt chó, quỷ quái, nửa đêm thức giấc. Quả báo. Đây là quả báo. Triệu Sóc, Triệu Sóc làm ma cũng sẽ quay về trả thù. Đây là tin từ trong cung truyền ra. Hình như Quốc Quân bị cơn ác mộng này làm cho sợ hãi. Nói là phải triệu đại tế sư nhập cung giải mộng trừ ma. Nhìn vẻ bề ngoài, Quốc Quân hạ chỉ tiêu diệt Triệu thị, điều đó phải càng đảm biết bao, phải gan dạ biết bao. Cơn ác mộng này tiết lộ thiên cơ. Cơn ác mộng này có thể lấy làm đề tài. Làm sao làm đề tài? Quốc Quân triệu đại tế sư nhập cung giải mộng. Đại tế sư giải như thế nào? Trong này có thể giải rất nhiều nghĩa đại nhân à. Ý của tiên sinh là đại tế sư sẽ giải nghĩa bất lợi với ta, có đúng không? Đại tế sư là người được Trang Cơ công chúa nuôi dưỡng. Mấy lần đại nhân muốn lôi kéo đều bị từ chối. Trong cả triều văn võ chỉ có mình hắn dám từ chối ta như vậy thôi. Đại tế sư giải mộng, nếu như phản chiếu lên người của đại nhân, vậy thì gây quả to rồi. Nhưng vấn đề là Quốc Quân liệu có tin lời của hắn hay không? Diệt Triệu thị rồi đúng là tiêu diệt mối họa trong lòng, nhưng mà lại đẩy đại nhân tới đầu ngọn gió. Triệu sắp chết rồi, ta trở thành đối tượng công kích. Bây giờ Quốc Quân sợ nhất đại nhân cũng có giả tâm. Nếu như đại tế sư ném đá giấu tay, châm dầu vào lửa, Quốc Quân nhất định trúng kế. Tiên sinh có kế gì không? Cây to đón gió, phải mau chóng di chuyển mục tiêu. Nước Tấn, nước Tấn còn có cây to hơn ta hay sao? Nước Tấn không có, nước Tần có. Nước Tần,
Đức Tần là một cây gai độc ở trên lưng quốc quân của các nước. Bất cứ lúc nào lấy ra đâm một cái cũng đều rất đau. Tốt. Vậy tốt rồi. Nhất định phải chuyển sự chú ý của các bá quan văn võ sang một chỗ khác. Chiến tranh chính là một thủ đoạn tốt nhất. Được rồi, chuyện này ta giao người sắp xếp. Tìm một hôm nào mời sứ giả Ly Lâu của nước Tần tới. Khám bệnh hả? Phụ quân người đâu? Ngủ rồi. Ngủ phòng nào? Thank you.
sao ngươi lại giết Thạch tướng quân? Người ta giết không phải là y, là ngươi. Trình anh ta với ngươi không thù không oán. Trình anh, oan có đầu, nợ có chủ. Người xuống suối vàng được ghét ta. Khoan đã, nói mau. Thạch Ngôn là sứ giả của nước Sở, người giết ông ấy, quốc quân trách tội người cũng khó thoát. Ông ấy vẫn còn hơi thở, người để ta băng bó cho ông ấy rồi. Giết ta sau cũng chưa muộn. Được, ta cho người sống thêm lát nữa. Sao người không chạy đi? Tướng quân giết tôi nên mới bị trọng thương. Trình anh nợ tướng quân một mạng. Tướng quân đừng nói nữa. Nghe Trình anh nói, tướng quân với võ nghệ của tướng quân có cao hơn Thích Khách đó không? Ta chỉ biết hành binh bố trận. Nói đến võ công, cho dù ta không bị thương cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Được, vậy hôm nay tôi chết là cái chắc. Trình anh cầu xin tướng quân một việc. Xin tướng quân dẫn thê tử và con trai của tôi tới nước Sở. Xin tướng quân, người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc bọn họ giùm ngươi. Được, đợi con tôi lớn rồi, xin tướng quân nói nó biết một chuyện. Trình Anh, nếu tướng quân được sống sót quay về nước Sở, Trình Anh có chết cũng yên lòng. Nhất định, nhất định sống sót quay về Sở. Tiên sinh, băng bó xong rồi chứ? Ngươi cho ta mấy canh giờ ngắn ngủi này đã là ban đại ân đại đức cho ta rồi. Kiếp sau ta mới đền đáp. Ngươi làm người tốt cho trót. Thạch tướng quân trọng thương, sau khi ngươi giết ta rồi, ta mong ngươi hãy đưa tướng quân tới y quán chữa trị. Ngươi cũng sắp chết rồi, còn lo lắng cho hắn ta sao? Sớm muộn gì ta cũng chết. Có thể đổi lại mạng của tướng quân, chết rồi cũng yên lòng. Người không sợ chết sao? Ta từng chết qua rồi, nó có sợ gì nhát kiếm đó của ngươi? Lúc nãy Thạch Ngôn bám lấy ta, ngươi có thể bỏ chạy, nhưng mà ngươi lại ở lại. Ngươi tới đây để giết ta. Nếu như ta chạy rồi, chắc chắn ngươi sẽ trút giận vào nương tử của ta, vào con ta và Thạch tướng quân. Nên Trình Anh không chạy. Trình Anh, sao ngươi luôn nghĩ cho người khác vậy? Đây chỉ là món nợ nhỏ thôi. Một mạng đổi được ba mạng, lời quá rồi con gì. Tiên sinh, người mau giết ta đi, đừng đợi nương tử ta tỉnh dậy. Tiên sinh nhân tâm nhân thuật, tại hạ vô cùng khâm phục. Bàn cổ chạy rồi sao? Chính là bàn cổ. Y đã rời khỏi đô thành, đồng thời nhờ lính gác nói với người trong cung, y trốn đến nước Trịnh rồi.
Bên quốc quân có tin gì không? Quốc quân cả đêm không ngủ. Cả đêm không ngủ. Ngài không chỉ đêm này khó ngủ, mà từ nay về sau, mỗi một đêm, hồn ma của Triệu Sóc cũng sẽ quay trở về tìm ngài. Công chúa, quốc quân đã hạ chỉ triệu đại tế sư nhập cung giải mộng diệt ma. Đại tế sư. Quân có chỉ truyền đại tế sư nhập cung. Thần tuân chỉ. Mời đại tế sư lên xe. Công chúa ở trong xe đang đợi đại tế sư. Công chúa, ta muốn hỏi đại tế sư, Triệu Sóc khi sống đối xử với người như thế nào? Ân trọng như núi. Bổn cung có một chuyện muốn nhờ giả ngươi. Công chúa đã nặng lời. Ngươi có chuyện gì cứ nói với tôi nhất định không từ chối. Gần đây quốc quân mơ thấy ác mộng, cho triệu đại tế sư nhập cung giải mộng. Công chúa muốn tại hạ giải mộng thế nào? Ngươi nói với quốc quân, người mà Triệu Sóc hận nhất chính là Trình Anh. Chỉ cần ném hắn ta xuống chảo dầu mới có thể làm nguôi nỗi hận của Triệu Sóc, mới có thể dẫn hồn ma của Triệu Sóc đi. Như vậy hoàng cung mới được yên ổn. Thần biết rồi. Nếu không phải tiên sinh tưởng mình chết là cái chắc, thì ngươi cũng không nói cho ta biết bí mật này rồi. Tôi không nên nói cho ngài biết. Tiên sinh yên tâm, bí mật đó tôi sẽ giữ kín suốt đời. Cho dù là người thân của ta hay là Sở Dương họ cũng sẽ không biết bí mật này. Trình Anh tin tưởng tướng quân. Tiên sinh, bây giờ dù có thế nào cũng hãy theo ta về nước Sở đi. Sao tướng quân lại nói như vậy? Thích khách vừa rồi không phải hạng tầm thường đâu. Từ đâu cho thấy tay hắn cầm là một bảo kiếm? Khi giao đấu với nhau, ta thấy trên lưng hắn có đeo một kim bài. Đó là kim bài của tấn công. Ý tướng quân là tên sát thủ đó chính là quốc quân phái tới sao? Không phải. Người giao ra cô nhi Triệu Thị giúp quốc quân diệt trừ mối họa trong lòng, ngài sẽ không phái người đuổi giết ngươi đâu. Là công chúa phái tới sao? Đúng. Không phải là công chúa thì còn ai? Triệu Sóc chết rồi, công chúa trở thành quá phụ. Người công chúa hận nhất là ai? Người công chúa hận, người công chúa hận, người đã giáng chỉ đổ sát. Không sai, công chúa nên hận nhất chính là quốc quân. Nhưng mà nỗi đau giết con đau hơn mối thù giết chồng. Thân là một người mẹ,
Chỉ cần có con trai là công chúa còn có hy vọng. Nhưng mà bây giờ ai ai cũng cho rằng là chính ngươi hại chết cô nhi Triệu thị. Cho nên người công chúa hận nhất lúc này chính là ngươi. Hận rất hay. Không thể. Nói ra cho công chúa biết được. Đúng. Tuyệt đối không được nói. Với tính tình của công chúa, chỉ cần biết được thằng bé còn sống, công chúa sẽ không che giấu được đâu. Nói rất đúng. Nói rất đúng. Cho nên tên sát thủ này đi rồi, có lẽ sẽ còn tên sát thủ khác tới nữa. Người không thể lần nào cũng may mắn như vậy. Cũng không phải sát thủ nào cũng đều có lương tri. Lỡ như tên tiếp theo giết người không nói, giết luôn cả thằng bé thì toi công rồi. Vậy tôi phải làm sao? Theo ta về nước Sở không phải vì bản thân ngươi, mà là vì cô nhi Triệu thị. Được. Đợi vết thương của tướng quân đỡ hơn rồi, tôi sẽ theo ngài về. Được. Nó có nghĩa gì? Nó là chữ do hồn ma của Triệu sắp giết. Hòa Trình. Hồn ma của Triệu sắp nói đây chính là tên của kẻ thù y. Kẻ thù. Trình. Trình Anh. Trình Anh. Trình Anh ném chết Triệu Vũ làm Triệu thị tuyệt hậu, nên hồn ma Triệu Sóc mới đại náo hoàng cung. Vậy mời pháp sư làm phép hóa giải đi. Làm phép hóa giải cần phải có một tế vật. Là tế vật gì? Một cái đầu người. Là đầu của ai? Trình Anh. Thank you.
Ly Lâu, bái kiến Độ Ngạn đại nhân. Làm phiền Ly Lâu tiên sinh rồi, thành thật xin lỗi. Tại hạ phụng lệnh của quốc quân nước Tần tới đây cúng bái phu nhân. Nhờ Ly Lâu tiên sinh bày tỏ lòng đa tạ của ta đối với quốc quân quý quốc. Xin mời. Trước khi tới đây, quốc quân nhờ ta nói lại với Độ Ngạn đại nhân một câu. Mời Ly Lâu tiên sinh nói. Kế hoạch nước Tần và nước Tấn hợp tác cùng đánh nước Sở vẫn không thay đổi. Thật là hiếm thấy, quốc quân của nước Tần vẫn tin tưởng nước Tấn như vậy. Chắc chắn Ly Lâu tiên sinh đã biết sứ giả của nước Sở hiện giờ đang ở nước Tấn. Đại nhân nói là Thạch Ngôn tiên sinh phải không? Ta có gặp ông ấy rồi. Thạch Ngôn tiên sinh đã trình một kế hoạch với quốc quân của nước ta. Tấn Sở liên thủ tập kích nước Tần. Đại nhân, đây không phải là thật chứ? Quốc quân đã giao kế hoạch xuất binh cho ta rồi. Hiện giờ ta đang điều động lương thực. Người của nước Sở đúng là không thể tin được. Đại nhân, đây là quốc tình bí mật. Sao đại nhân lại nói cho ta biết? Nước Tấn trải qua đại loạn của Triệu Thị, nguyên khí bị tổn thương. Nếu như tiếp tục đánh trận, thì ta e quốc lực sẽ khó mà chống nổi. Đại nhân, ngài nhất định phải cố gắng khuyên quốc quân quý quốc từ bỏ kế hoạch này đi. Ta đã khuyên rồi. Vậy thì tốt quá. Chắc là quốc quân của quý quốc sẽ nghe lời của đại nhân chứ. Quốc quân có vẻ như nghe lời khuyên, nhưng mà kế hoạch của nước Sở thì mê hoặc lòng người. Quốc quân có lẽ sẽ động lòng. Nếu như Thạch Ngôn đổ dầu vào lửa nữa thì ta thấy có lẽ quốc quân sẽ xuất binh. Xem ra trận đánh này không thể tránh khỏi rồi. Ly Lâu xin cáo từ. Khoan đã, trận đánh này hoàn toàn có thể tránh được. Chỉ có một điều kiện thôi. Nước Tần xuất binh. Nước Tần xuất binh. Vậy là trận này phải đánh rồi. Nếu như nước Tần triển khai quân ở biên quan ra vẻ như là tấn công, còn ta tiếp tục khuyên quốc quân, thì quốc quân nhất định sẽ từ bỏ kế hoạch xuất binh này. Hòa bình của ba nước sẽ không còn xa nữa đâu. Thổi lá cây. Thổi lá cây. Cây trên ngọn núi, gió thổi vi du. Cây trên ngọn núi, gió thổi vi du. Bốn phương tám hướng đều gào thét. Bốn phương tám hướng đều gào thét. Bài hát Tống Hương đang hát là bài hát của nước Sở. Bài hát này khi chúng tôi còn ở nước Sở, tướng quân đã dạy cô ấy hát. Ta thật không ngờ, tuy rằng cậu ấy điên rồi nhưng mà vẫn còn nhớ bài hát này. Chuyện mà cô ấy nhớ được vẫn còn rất nhiều. Chỉ quên mỗi mình, mỗi Trịnh Anh tôi thôi. Tôi nghĩ là có lẽ cô ấy thực sự không thể chịu được nổi những gì mà tôi đã làm. Vậy nên cô ấy nhất định phải quên tôi. Tiên sinh vì Triệu Thị hy sinh thê tử, hy sinh con của mình. Sách sử sẽ mãi mãi ghi chép công lao to lớn này của tiên sinh. Bây giờ đêm khuya vắng lặng,
Tôi ngồi im suy nghĩ. Mới cảm thấy mình đúng là tên điên. Ta không có tư cách đánh giá những việc làm của tiên sinh. Nhưng ta biết rằng nếu đổi là ta, ta sẽ không làm vậy. Nhưng thời thế bây giờ, người bình thường thì có rất nhiều, người điên thì rất ít. Nếu như nước Tấn có thêm mấy người điên như tiên sinh đây, vậy thì Đồ Ngạn Giả làm sao một tay che trời được. Như vậy thì Triệu thị đâu có bị diệt tộc đâu. Di thần Hàn Quyết cầu kiến quốc quân. Bình thân. Tạ quốc quân. Thành tới rồi hả? Không biết quốc quân cho gọi di thần có chuyện gì. Quả nhân có một tâm sự. Quốc quân có tâm sự gì? Quả nhân muốn giết một người. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao quốc quân không thương nghị ở Ngự thư phòng? Ngự thư phòng đông người, quả nhân chỉ có thể kêu khanh tới đây thương nghị. Chuyện giết người liên quan đến pháp luật, quốc quân nên thương lượng với Từ Khấu đại nhân. Chỉ có chuyện này không thể thương lượng với Đồ Ngạn Giả thôi. Cho hỏi quốc quân, người muốn giết ai? Trình Anh. Trình Anh hắn phản bội công tôn Sử Cửu, ném chết Triệu Vũ. Bây giờ là người có công với Giang Sơn xã tắc. Vậy tại sao quốc quân lại muốn giết hắn? Mấy hôm nay hồn ma của Triệu Sóc làm quả nhân đứng ngồi không yên. Đại tế sư nói chỉ có giết Trình Anh rồi mới có thể làm nguôi cơn giận của Triệu Sóc. Chỉ có vậy thôi. Đại tế sư là người có thể thông linh. Chắc là ông mới nhận được chỉ thị của hồn ma Triệu Sóc đúng không? Tuy quả nhân biết Trịnh Anh có công lớn, nhưng ác quỷ gây quá, thật sự không còn cách nào khác. Quả nhân đành nén đầu giết y vậy. Quốc quân, nếu cái đầu của Trịnh Anh có thể làm nguôi cơn giận của hồn ma Triệu Sóc, khiến cho quốc quân được yên ổn rồi. Thần cảm thấy hắn chết cũng đáng. Nghe nói bây giờ Trịnh Anh là người mà Đồ Ngạn Giả xem trọng. Phải. Quả nhân lo lắng Đồ Ngạn Giả sẽ không đồng ý. Quốc quân là quân, Đồ Ngạn Giả là thần. Nếu ông ta không đồng ý chính là kháng chỉ. Bây giờ nước Tấn đều nhờ vào Đồ Ngạn Giả chống đỡ. Quả nhân giết Trịnh Anh là không có tội danh, cho nên tìm Ái Khanh tới thương nghị chuyện này. Quốc quân suy nghĩ chu đáo. Nếu Đồ Ngạn Giả biết được chuyện này, quốc quân muốn giết Trịnh Anh, thần nghĩ ông ta nhất định sẽ ra sức để ngăn cản. Nếu trong này xảy ra những thay đổi, thần sợ là sẽ có hại cho hoàng cung. Vậy Khanh có dự kế gì không? Quốc quân muốn giết Trịnh Anh sao? Đâu còn cách khác. Vậy tốt nhất quốc quân phải ung dung thản nhiên. Triệu Trịnh Anh nhập cung nói trị bệnh cho quốc quân. Trước kia hắn ta từng chữa tâm bệnh cho quả nhân. Đúng vậy, Di thần cũng còn nhớ chuyện này. Nói như vậy, Đồ Ngạn Giả nhất định sẽ không phát giác gì cho Trịnh Anh nhập cung. Một khi nhập cung rồi, quốc quân lập tức xử chết hắn.
Đợi khi Đồ Ngạn Giả phát hiện ra thì cũng đã muộn. Đồ Ngạn Giả sẽ không vì một người chết mà trở mặt với quốc quân đâu. Người đâu? Nói quả nhân đột nhiên bị thương hàn, mau triệu Trình Anh nhập cung chữa trị cho quả nhân. Dạ. Bộ trời nóng lắm sao? Không nóng. Lau mồ hôi đi. Cung tiễn quốc quân. Trình Anh, tên cẩu tặc mãi chủ cầu dinh. Triệu đại nhân, ngài sẽ nhanh chóng thấy tên cẩu tặc Trình Anh này xuống địa ngục. Tới ngay đây. Diễm Bạch đại nhân, Trình Anh tiên sinh đúng thật là ngươi ở đây. Đại nhân tìm tôi có gì không? Quốc quân đột nhiên nhiễm phong hàn, Triệu tiên sinh vào cung chữa trị. Cho phép tôi vào chuẩn bị một lát. Tiên sinh nhanh lên. Đại nhân mời vào trong, ta sẽ đứng đây đợi ngươi. Làm phiền đại nhân rồi. Tiên sinh, trong cung có thái y mà. Tại sao quốc quân không tìm thái y mà lại tốn nhiều công sức để tới đây tìm tiên sinh? Lần trước quốc quân bị tâm bệnh cũng từng tìm Trình Anh vào cung chữa trị. Đó là tâm bệnh khó chữa. Nhưng lần này đột nhiên nhiễm phong hàn, không lẽ bệnh nhẹ như vậy thái y không chữa được sao? Có lẽ lần này quốc quân cũng bị tâm bệnh, chỉ là không nói ra được thôi. Cho nên diện cớ là bị phong hàn, triệu Trình Anh nhập cung. Tiên sinh, nếu người đã hứa theo ta về nước Sở, ta thấy đi ngay bây giờ sẽ tốt hơn. Vết thương của tướng quân không thể cử động được. Không sao đâu, vết thương này ta vẫn chịu đựng được. Tướng quân cần phải tĩnh dưỡng 10 ngày. Không đúng, lỡ người không về được nữa thì sao? Trình Anh và tướng quân đã không còn đường lui. Xe của quốc quân tới đón Trình Anh đang ở bên ngoài rồi. Nếu như quốc quân muốn giết Trình Anh, với thân thủ của Trình Anh và thương tích của tướng quân, chúng ta không thể rời khỏi đô thành. Tiên sinh, điều ta lo là công chúa ở trong cung, lỡ người mất mạng rồi thì sao? Nếu hôm nay Trình Anh thật sự không thể nào quay về, vậy không phải là ngày tận của tôi, mà là ngày dỗ của tôi. Tôi chỉ làm những chuyện nên làm trong số phận sống chết đều là do ý trời. Tướng quân, người đừng quên những gì người đã hứa với Trình Anh. Tướng quân, thuốc của mấy hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Màu trắng là thuốc uống, màu đậm là thoa bên ngoài. Tướng quân phải nhớ lấy đó. Tướng quân, xin tướng quân chăm sóc thê tử của tôi và chăm sóc cả đứa bé đó. Tiên sinh, người hãy nghe lời của ta đi, đừng đi nữa. Tiên sinh, ngươi tìm lý do từ chối đi. Trình Anh, Trình Anh, Trình Anh, Trình Anh, Trình Anh, Trình Anh. Tống Hương, cậu ta đúng lúc lắm, mau dìu ta đứng lên đi. Có giường không ngủ, ngủ dưới đất. Tẩu mau dìu ta đứng lên đi. Ông ngủ đi. Tống Hương, Tống Hương, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao mới cản được y đây? Oh,
nhân. Trình Anh đã vào cung rồi. Bây giờ sao? Lần đi này của hắn e là ít dữ nhiều. Đại nhân quả nhiên nói trúng rồi. Công chúa tuyệt đối không tha cho Trình Anh. Công chúa mượn miệng của Đại Tế Sư đưa Trình Anh tới Quỷ Môn Quan. Tiền thức, mau chuẩn bị xe. Dạ, khoan đã. Đại nhân vào cung sao? Không phải ngươi thấy rồi à? Đại nhân muốn cứu Trịnh Anh à? Ta không cứu Trịnh Anh thì vào cung làm gì? Đại nhân đừng quên rằng lần này là do quốc quân hạ chỉ lấy Trịnh Anh cúng tế vong hồn triệu sóc. Nếu như đại nhân muốn cứu Trịnh Anh thì chính là mạo phạm vào quân quốc. Chủ thiên tử ta còn dám mạo phạm, huống chi quốc quân của nước Tấn. Đại nhân đừng quên, hôm qua ngài còn đang nghĩ triệu sóc bị diệt, quốc quân sẽ xem đại nhân là mối họa trong lòng. Đại nhân, lúc này ngài chỉ thích hợp giấu tài, không thích hợp để mạo phạm quốc quân đâu. Sản xuất giữ thân cũng phải xem là lúc nào. Bây giờ cứu người quan trọng, ta không quan tâm chuyện gì hết. Chỉ vì một tiểu nhân như Trịnh Anh, mạo phạm quốc quân đâu có xứng đáng. Não mãn ta hỏi ngươi, quốc quân và Trịnh Anh ai quan trọng hơn? Quốc quân quan trọng. Quốc quân chỉ cần chào đời đúng chỗ thì ai cũng làm được. Quan trọng cái gì? Trình Anh chỉ là một thảo dân bình thường, nhẹ như con kiến. Quốc quân lúc nào chả có, thiên hạ chỉ có một mình Trình Anh mà thôi, nhớ lấy. Hôm nay quốc quân triệu gặp ngươi ở một nơi rất đặc biệt. Là nơi nào vậy? Tế đàn. Hôm nay thay mặt Triệu đại nhân, Công Tôn tiên sinh, tiểu Triệu Vũ, quăng tên ác tặc như ngươi vào trong chảo dầu. Theo hồi báo, rất nhiều quân tần tập hợp ở biên cảnh chúng ta. Quốc sự quan trọng, chiến sự quan trọng. Một mạng sống như con kiến của Trình Anh đâu thể so sánh được với quốc sự. Sao không hỏi rõ mọi việc rồi mới giết hắn ta tế lễ cũng đâu có muộn.